Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 161, đất của anh, anh chắc chứ? Thanh Vũ lạnh lùng nói, sau đó quay lại đứng đằng sau Sở Bắc. Nếu không phải cậu chủ lên tiếng, bây giờ cậu chủ Lưu đã là người chết rồi. Một lúc sau, chàng trai trẻ và mấy mươi đàn em đó mới dìu cậu chủ Lưu đứng dậy. Chỉ bị hai cái tát đã khiến quai hàm của hắn như chuột hamster. Răng cũng không còn được mấy cái nữa, cả thở cũng bị luồng gió sở bắc bước đến phía đối diện với hắn anh dẫn người của anh cút đi audio điện tử võ tấn bền nói rồi anh nhìn chàng trai trẻ bên cạnh cậu chủ lưu còn anh cho tôi một lời giải thích tôi chàng trai trẻ ngơ ngác chuyện này có liên quan gì đến tôi cút mẹ kiếp mày bảo tao cút thế nhưng bị đánh liên tiếp hai cái cậu chủ lưu đã tức giận khôn nguôi thậm chí đã đánh mất lý trí bọn mày biết tao đây là ai không mà dám đánh tao đúng thế chàng trai trẻ lập tức hiểu ý kiêu ngạo nhìn sở bắc và thanh vũ vị này là lưu phong cậu chủ nhà họ lưu nhà họ lưu đó có biết không đó là gia tộc lớn ở tân hải tôi khuyên các người tốt nhất mau quỳ xuống xin lỗi nam thì cút đi còn để nữ ở lại nếu không tự chịu hậu quả nhà họ lưu sở bắc không cảm xúc lẩm bẩm thấy thế lưu phong không khỏi cười nhạo Sao thế, bây giờ mày đã biết sợ rồi à Yên tâm đi, đợi lát nữa tôi sẽ bẻ từng cái răng của mày xuống, còn cô? Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu lại nhìn Thanh Vũ. Còn cô, chuẩn bị làm người giúp việc cho tôi đi, cô là người đầu tiên dám đánh tôi. Thanh Vũ cao mày, sát khí trong mắt gần như không thể kiềm chế được nữa. Sở bác chỉ khẽ lắc đầu, không giấy lên cơn sao động nào. Nói đi, tại sao muốn phá mộ? vừa dứt lời giọng điệu trở nên lạnh lùng cũng cho tôi một lý do để không giết các anh ý gì đây mày còn muốn giết tao đúng là nực cười lưu phong hoàn toàn không biết mình sắp gặp tai họa chỉ là chưa từng nhìn thẳng vào sở bắc một ngôi mộ nát mà thôi tao nghĩ phá thì phá có vấn đề gì sao hơn nữa đây là đất của tao tao muốn thế nào cũng được mày quản được chắc đất của anh anh chắc chứ sở bắc hơi ngẩng đầu lên vẫn không cảm xúc nói Chương 162, được rồi, anh có thể biến đi rồi. Sở Bắc quay đầu, ánh mắt trống rỗng hướng về phía người thanh niên. Anh bán cho anh ta, nếu như tôi không nhầm thì anh không có quyền này. Người thanh niên nghe thấy vậy, ánh mắt lé lên, nhìn chằm chằm Sở Bắc bằng ánh mắt hung hăng. Anh có ý gì hả? Mảnh đất này vốn dĩ là của nhà tôi, tại sao tôi lại không thể bán? Cái thằng mù thối tha này, mày chả biết gì cả, mau cút đi. Lão sược. Thanh Vũ không thể đứng nhìn tiếp được nữa, cô muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị sở bắc nhẹ nhàng ngăn lại. Anh họ Trần, ông của anh tên là Trần Trung Minh, đúng không? Giọng điệu của sở bắc bình tĩnh, nhưng vừa dứt lời lại khiến Trần Hào phía đối diện sững sờ. Sao, sao anh biết? Sở bắc khẽ cười, tuy rằng giấy tờ đất là của ông anh, nhưng mảnh đất này 5 năm trước đã không thuộc về ông ta nữa. Còn về phần giấy tờ cũng chỉ là con cháu giữ hộ mà thôi. Chắc chắn anh cũng ăn trộm rồi. Chuyện này, Sở Bắc vừa nói xong, không chỉ có Trần Hào sững sờ, mà cả Lưu Phong cũng nhíu mày. Tên họ Trần kia, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh dám lừa cậu đây sao? Cậu chủ Lưu, đừng nghe hắn ta nói vớ vẩn, tôi đâu có dám. Trần Hào vội vàng giải thích, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Lưu Phong. Nhưng một giây sau, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Bắc chẳng lẽ anh chính là người 5 năm trước, nhưng không phải anh đã rời khỏi Tân Hải rồi hay sao? Nói đến đây, sắc mặt của Trần Hào trở nên xám xịt, giống như vừa nuốt phải một con chuột chết. Dám lấy đồ của họ sở bán cho người khác, tốt lắm, anh rất giỏi đấy. Giọng điệu của sở bắc vẫn bình thản, nhưng đối với Trần Hào lại là một cảm giác khác. Hóa ra là như vậy. Lưu Phong ở bên cạnh ngư lạnh một tiếng, chẳng trách ông già kia một mực không muốn bán, Hóa ra mảnh đất này đã bán cho người khác vào 5 năm trước rồi. Trần Hào, to gan thật đấy, vậy mà dám lừa cậu đây đây. Lưu Phong tức giận hét lên một tiếng, lập tức khiến Trần Hào run bắn lên. Cậu chủ Lưu, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi. Trần Hào muốn giải thích, nhưng Lưu Phong lại nóng nảy cắt ngang. Chương 163 nhà họ Lưu vẫn còn có một cơ hội cuối cùng. Không không không. Trần Hào giật mình, vội vàng lắc đầu cậu chủ lưu vậy giấy tờ đất đó giấy tờ đất gì chứ thứ đến tay của bổn thiếu ra mà còn muốn lấy về sao gan của anh cũng không nhỏ đâu đấy xoạt hắn vừa nói xong sắc mặt của trần hào liền tái nhợt sở bắc nói đúng giấy tờ đất này là do hắn trộm từ ông nội vốn dĩ hắn nghĩ có thể bán được một triệu thì chắc ông nội cũng không đến mức trách cứ hắn nhưng bây giờ đừng nói là không lấy được tiền mà cả giấy tờ đất cũng mất luôn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đúng là câu nói hợp nhất với hắn bây giờ. Mau biến đi, nếu không bổn thiếu ra cũng không ngại ném anh xuống đâu. Lưu Phong gầm lên, Trần Hào sao dám đứng lại. Dù có không cam tâm cũng chỉ có thể rời đi trong tuyệt vọng. Đứng lại, tôi đã cho anh đi chưa? Nhưng hắn vừa nhấc chân lên, giọng điệu lãnh đạm của sở bắc lại vang lên bên tai. Trần Hào chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, sự lạnh lẽo truyền từ chân lên đầu. Anh, anh muốn làm gì? Trần Hào nhìn về phía sở bắc, hắn sắp khóc rồi. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. Trong vòng nửa tiếng, bảo ông của anh đến đây đón anh. Chuyện này, tôi cần một lời giải thích. Sở bắc nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Khuôn mặt của Trần Hào lại tái nhợt đi thêm vài phần. Hắn muốn chuồn thẳng, nhưng dưới ánh mắt của sở bắc, lại không thể nhấc nổi chân hắn chỉ có thể cắn răng, bất chấp khó khăn gọi điện. Còn về phần cậu, để giấy tờ đất lại, đưa người của cậu cút đi. Sở Bắc nước nhìn Lưu Phong, vừa nói vừa quay mặt về hướng ngôi mộ cô độc. chương 164, liếm sạch đi. Lưu Phong đang nói liền bất ngờ phun nước bọt vừa vặn chúng vào ngôi mộ ở giữa. Chất đầm đặc quánh, như đang tuyên bố dưới ánh nắng mặt trời. Cái đéo gì mà nhà họ Lưu không có tư cách ông đây muốn xem mày định làm gì tao lưu phong hai tay chống nạnh tỏa ra vẻ cao cao tại thượng nhưng hắn lại không nhận ra nhiệt độ xung quanh giảm mạnh chỉ trong chốc lát không biết sống chết sở bắc đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nói ra bốn chữ chớp mắt một cái thanh vũ di chuyển lưu phong còn chưa kịp phản ứng cô đá hắn ngã xuống đất a à, cô dừng tay mẹ nó chúng mày ngây ra đấy làm gì không nhìn thấy bổn thiếu gia đang bị đánh à. Lưu Phong giật mình, vội vàng kêu cứu. Mười mấy tên đàn em đến giờ mới phản ứng lại, từng người cầm quốc sẻng vây quanh thanh vũ. Cô gái, dù có biết đánh nhau nhưng sao có thể đánh được nhiều người như thế này chứ? Lưu Phong nghiến răng, vẫn không hề sợ hãi. Ai có thể hạ được cô ta, cậu đây thưởng cho một trăm nghìn, đợi khi nào ông đây chơi chán rồi thì sẽ thưởng cô gái này cho các người. Có trọng thưởng là phải có dũng sĩ, càng đừng nói là còn được thưởng cho một mỹ nữ như thế này. Hơn một chục người đàn ông to lớn, mở to mắt, nóng lòng muốn thử. Dầm. Một tiếng rầm vang lên giống như một tiếng sấm. Cây gậy trúc trong tay sở bắc nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhưng cả thiên linh sơn dường như rung lên. Không nói đến lưu phong, mười mấy tên đàn em kia đều đứng yên tại chỗ. Loảng xoảng, cuốc sẻng trong tay đều vô thức rơi xuống đất. Hai chân run lên, mồ hôi lạnh tuôn rơi nhưng cũng không dám lau. Giây phút đó, họ dường như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai. Khi đó, bọn họ dường như nhìn thấy địa ngục ở trước mặt mình. Chỉ cần sở bắc muốn, thì có thể tiến bọn họ đến địa ngục bất cứ lúc nào. Xen vào chuyện của người khác cũng không phải là một thói quen tốt đâu. Sở bắc vẫn đứng quay lưng với tất cả mọi người. Nhưng bọn họ lại như gặp ảo giác, như thể họ đang nhìn chầm chầm vào vực thẳng có thể bị nuốt chừng bất cứ lúc nào. Vài người vô thức lùi lại, họ thấy sở bắc không động đậy, liền co giò lên chạy không nói lời nào. Bọn họ cũng không quan tâm đến cả Lưu Phong. Chúng mày, quay lại cho tao. 200 nghìn, trả tiền luôn, ôi. mươi 165 ngón tay của hắn đã bị bẻ gãy rồi. Sở Nam chậm chậm quay người lại với vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói sắc lạnh sen lẫn vẻ uy nghiêm. Mày, mày nói gì? lưu phong đau đến mức nhe răng trợn mắt rồi nhìn sở nam với vẻ khó tin sở nam chưa đáp lời thì thanh vũ đã tiến lên cô túm lấy cổ áo sau của lưu phong rồi nhấc bổng hắn lên bụp mặt lưu phong bị dí sát vào chính giữa đống đá của ngôi mộ mà ngay trước đó là bãi nước bọt mà hắn vừa nhổ ra chính hắn nhìn thấy còn mắc ói thả tao ra bố tao là lưu tông tín ông ấy sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu Lưu Phong cuống đến mức nhắm tịt mắt lại rồi gào lên. Bắt hắn liếm sạch bãi nước bọt này thì hắn sẽ chết vì nôn ẹ mất. Tôi cho cậu một phút để liếm sạch nó. Sở Nam bình thản cất giọng nói vô tình. Không ai được sỉ nhục anh em của anh. Không ai được sỉ nhục anh hùng của dân tộc. Nhà họ Lưu, chưa đủ trình. Sở Nam vừa nói dứt câu, tay thanh vũ đã dùng sức hơn, mặt Lưu Phong gần như dính vào tảng đá miệng hắn chỉ còn cách bãi nước bọt chưa đến một centi. Hắn giận hết cả người, vội vàng ngậm miệng lại, mắt còn không dám mở ra. Tưởng tôi không làm gì anh được sao? Thanh Vũ hít mắt lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua. Nói rồi, tay phải của cô túm lấy một ngón tay của Lưu Phong rồi dùng sức. Rắc, tiếng xương gãy vang lên. A, à, Lưu Phong kêu gào thảm thiết. Ngón tay của hắn đã bị bẻ gãy rồi nhưng thanh vũ vẫn chưa chịu dừng lại, cô lại cầm sang mấy ngón tay nữa. Các âm thanh sau đó vang lên đều khiến người nghe phải dùng mình. Ngoài ngón cái ra thì cả bàn tay phải của Lưu Phong đều đã bị bẻ gãy ngón. Một cơn đau mãnh liệt khiến người Lưu Phong co giật. Mắt hắn đỏ ngầu như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 166 một sự sỉ nhục lớn. Giác. Lần này, đến ngón trỏ bên bàn tay trái của Lưu Phong bị bẻ gãy. Ngón tay bị bẻ ngoặt ra phía ngoài đến biến dạng. Đừng đừng, tôi liếm, tôi liếm, xin cô, tha cho tôi, tôi van cô. Lần này, giọng nói của Lưu Phong còn có vẻ nức nở. Cả người hắn bị thanh vô ép lên tảng đá, mặt hắn tái mét vì sợ nên còn không ngừng run rẩy. Bức tường thành trong lòng hắn đã sụp đổ rồi. Thanh vũ hệt như ma quỷ trong mắt hắn. Cô khiến hắn sống không bằng chết anh còn 30 giây. Giọng nói của Sở Nam lại vang lên, so với lúc trước còn lạnh lùng hơn. Liếm, Thanh Vũ nắm cổ áo Lưu Phong rồi dí về phía bãi nước bọt. Một mùi hôi tanh khiến Lưu Phong muốn nôn mửa. Thấy mặt chỉ còn cách bãi nước bọt trong gang tấc, Lưu Phong nhăn nhó mặt mày. Sao ban nãy hắn lại hồ đồ thế, tự nhiên đi khạc nhổ lung tung làm gì? Thế này có khác gì tự cầm đá đập xuống chân mình đâu? nhưng dù có thấy buồn nôn thế nào thì hắn cũng chỉ còn cách nhắm mắt lại rồi run rẩy thè lưỡi ra. Hắn tin chắc nếu mình không chịu liếm thì cô gái này sẽ hành hạ hắn bằng những cách tàn nhẫn nhất. Bầu không khí như tĩnh lại. Lưu Phong không dám thở mạnh, hắn lấy hết dũng khí ra quyết định rồi mới thẻ lưỡi ra. Sau đó liếm sạch nước miếng trên tảng đá đó. Thanh Vũ nhìn không chớp mắt, khi thấy hắn đã liếm sạch sẽ thì mới buông lỏng tay. Lưu Phong lập tức ngã bục xuống đất. Sau đó, hắn không ngừng nhổ nước miếng ra ngoài, thậm chí còn không để ý đến cơn đau trên bàn tay. Sau khi khạc nhổ một hồi, hắn tưởng như sắp nôn cả mật ra rồi. Chương 167, anh còn 29 phút nữa. Trong vòng nửa tiếng nữa, phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không tôi sẽ diệt nhà họ Lưu. Cái gì? Lưu Phong ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn còn đang tính về nhà nhờ bố mình chút giận cho đây không ngờ sở nam lại bảo hắn gọi điện cho bố hắn. Anh ta tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn nào đó chắc. Anh chắc chưa, đừng trách tôi không nhắc anh, bố tôi đang ăn cơm với ngài chủ tịch thành phố đấy, nếu giờ gọi điện quấy rầy họ thì tôi e anh không lường được hậu quả thế nào đâu. Lưu Phong hít mắt lại với vẻ u ám. Anh còn 29 phút nữa. Sở Nam cất giọng thở ơ, rút lời, anh quay người đi. Đứng đối diện với ngôi mộ. Được, là anh bắt tôi đấy nhé, sau đừng có mà hối hận." Lưu Phong nghiến răng, sau đó cùng bốn ngón tay còn lành lặn trên bàn tay trái lấy điện thoại ra. Sau đó gọi đi. Tại một quán cà phê cao cấp trong trung tâm thành phố. Chu Minh Hạo đi cùng thư ký lên tầng 3. Có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục trông khá mập mạp có vẻ đã chờ ở đây lâu lắm rồi. "Ha ha, chủ tịch Chu, tôi còn tưởng ông bề bộn nhiều việc nên không đến được cơ." trông thấy chu minh hạo người đàn ông trung niên mỉm cười rồi chào hỏi nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên ghế sofa không hề có ý định đứng dậy gia chủ lưu có lời mời tôi mà không đến thì đúng là không biết cách đối nhân xử thế rồi chu minh hạo hít mắt lại rồi mỉm cười ông ta bảo thư ký chờ ở bên ngoài sau đó ngồi xuống phía đối diện lưu tông nghĩa ha ha chủ tịch chu cứ đùa tôi cũng chỉ là người dân bình thường thôi sao có thể so với chủ tịch chu được Lưu Tông Tín mỉm cười rồi tiện tay đẩy menu ở trên bàn tới trước mặt Chu Minh Hạo. "Chủ tịch Chu, cà phê ở quán này khá được, ông uống gì thì cứ gọi tự nhiên, đừng khách sáo với tôi." Chu Minh Hạo chỉ liếc nhìn một cái, nụ cười trên mặt đã nhạt dần. Chương 168, Chủ tịch Chu cứ đùa, tôi nào dám. Nếu không vì nghĩ đến đại cục của Tân Hải thì ông ta đã xử lý nhà họ Lưu lâu rồi. Đã thế, giờ lưu tông tín còn có thái độ kiểu này thì ông ta còn niềm nở làm gì nếu chủ tịch chu đã nói vậy thì tôi xin phép nói thẳng luôn lưu tông tín có vẻ không hài lòng với thái độ của chu minh hạo nên nụ cười trên mặt cũng vụt tắt nhà họ lưu chúng tôi không có hứng thú gì với buổi đấu thầu vào hai hôm tới đương nhiên nếu chủ tịch chu cho nhà tôi một hai dự án nào đó trước thì tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không khiến chủ tịch chu phải thất vọng đâu nghe thấy vậy chu minh hạo không hề biến sắc mặt vì đã lường trước được chuyện này rồi lúc này mà lưu tông tín hẹn gặp riêng ông ta thì còn mục đích nào khác nữa ra chủ lưu như vậy nghe vẻ không hợp quy cho lắm thì phải nếu ai cũng làm vậy thì còn cần đến chức vụ chủ tịch của tôi làm gì nữa chu minh hạo khoanh tay rồi từ chối thẳng thừng nghe thấy thế lưu tông tín ở phía đối diện lập tức cau mày chủ tịch chu ông không thể nói như thế được ông cũng biết thực lực của nhà họ lưu thế nào rồi mà, chúng tôi nhận trước một, hai dự án cũng đâu có sao. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không quên chia lợi ích cho ông đâu. Đây là vụ làm ăn hai bên cùng có lợi, Chủ tịch Chu nên cân nhắc một chút. Nghe thấy thế, Chu Minh Hảo khẽ cười khẩy một tiếng. Gia chủ lưu nói thế là có ý gì? Định đút lót tôi à? Tội này không nhỏ đâu. Không phải vậy, lưu tông tín khẽ lắc đầu rồi nói đương nhiên nếu chủ tịch chu nhất quyết không cho thì tôi cũng không nói nữa tuy nhiên nói đến đây lưu tông tín chợt ngẩng đầu lên rồi nhìn chu minh hạo với vẻ sâu xa tại sao đang là dự án nội bộ lại chuyển thành đấu thầu tôi nghĩ chủ tịch chu là người rõ hơn ai hết nếu đến lúc đó tất cả dự án đều về tay nhà họ dương thì chỉ có ông bị mất mặt thôi dầm mặt chu minh hạo lập tức xa sầm lưu tông tín ông đang uy hiếp tôi đấy à chủ tịch chu cứ đùa tôi nào dám lưu tông tín mỉm cười không chút sợ hãi tôi chỉ đang nói thật thôi còn nên làm sao thì do ông hoàn toàn quyết định nghe thấy vậy chu minh hảo trầm mặc ông ta cau mày trong lòng đang đấu tranh tư tưởng lời lưu tông tín nói cũng có lý nhưng nếu ông ta dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì sao mai này thị uy ở thành phố được nữa rồi làm sao mà quản lý một nơi rộng lớn như tân hải được Lưu Tông Tín không vội, mà ngồi thư thái dựa vào sofa. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy là con trai mình gọi tới, Lưu Tông Tín nhếch mép cười. Tôi nghe điện thoại đã, Chủ tịch Chu cứ từ từ mà nghĩ, nhớ phải nghĩ cho kỹ vào. chương 169 chỉ được cái to mồm. Giọng nói có vẻ đau khổ của con mình vang lên trong điện thoại khiến Lưu Tông Tín phải nhíu mày. Có chuyện gì thế, có mỗi chút việc còn con cũng không giải quyết được mà còn dám gọi cho bố à. Lưu Tông Tín gào lên như vậy khiến Lưu Phong ở đầu dây bên kia suýt bật khóc. Bố, chuyện này không thể trách con được, lẽ ra mọi thứ ổn thỏa hết rồi, ai ngờ giữa chừng lại có một thằng mù với một con dở xuất hiện. Chúng nó chẳng những đánh con, mà còn bắt bố phải đến đây dập đầu xin lỗi chúng nó trong vòng nửa tiếng nữa. Con nói gì, lẽ nào nó không biết địa vị của nhà họ Lưu mình sao? Lưu Tông Tín trợn mắt, gương mặt thoáng chốc xa sầm. Dám bắt ông ta dập đầu xin lỗi, Thằng danh đó chán sống rồi đúng không? Bố ơi, con nói rồi mà chúng nó không nghe. Bọn nó vẫn bảo nửa tiếng nữa bố không đến là chúng nó diệt nhà mình luôn. Bố mau đến đây đi, không chúng nó đánh con chết mất. À, tốt nhất gọi thêm ông Mạc đi cùng, đứa con gái kia giỏi võ lắm ạ. À. Lưu Phong khóc lóc van nài. Một là hắn làm vậy để cho Sở Nam và Thanh Vũ xem. Hai thì đương nhiên để bố hắn mau tới đây chỉ cần bố hắn và ông mạc đến đây thì hắn cho thể trả lại nỗi nhục vừa rồi gấp nhiều lần được rồi bố phải làm gì không cần anh dạy. có mỗi thằng mù với đứa con gái mà cũng không đánh lại được vô tích sự lưu tông tín lập tức ngắt lời lưu phong đang gào khóc ông ta cứ ngỡ giành được chắc núi thiên linh về tay rồi nhưng bên kia mà xảy ra chuyện thì kế hoạch của ông ta đã thất bại một nửa núi thiên linh ngắt máy xong mặt lưu phong càng có vẻ nhăn nhó hơn nghe giọng thì có vẻ bố hắn không coi trọng chuyện này cho lắm nhớ ông ta đến muộn thì chỉ có hắn chịu khổ thôi bố của con ơi đừng hại con mà ông ta không chịu đến à sở nam bình thản ngẩng đầu lên câu hỏi của anh khiến ra đầu lưu phong tê dại tôi tôi thôi thanh vũ cô gọi điện đi vâng thưa cậu thanh vũ nhận lệnh rồi lập tức rút điện thoại ra ngoài mặt thì lưu phong có vẻ đau khổ nhưng trong lòng thì thầm cười lạnh số điện thoại của bố hắn là bí mật, thanh vũ có mà gọi đằng trời. Chỉ được cái to mồm. chương 170 tự tạo nghiệt, không thể sống. Quán cà phê, nghe thấy tiếng máy tu tu, lưu tông tín đen mặt. Một số máy là cùng một giọng nói không hề quen thuộc. Chỉ với một câu mà bắt ông ta phải đến núi thiên linh xin lỗi ư. Còn cái gì mà có muốn nhà họ lưu tồn tại nữa không? Khẩu khí lớn đấy. Lạ thật, Lưu Tông Tín hừ một tiếng, bao cảm giác vui vẻ đều tan biến sạch sẽ. "Ông Lưu, con trai ông gặp phải chuyện gì à?" Chu Minh Hạo ở phía đối diện ngẩng đầu lên rồi hỏi với ý cười như có như không. Lưu Tông Tín hừ một tiếng, "Không phiền chủ tịch Chu bận tâm, chỉ là một thằng mù với một đứa con gái mà thôi, không đáng nhắc tới." "Thằng mù?" Chu Minh Hạo ngẩn ra rồi đứng bật dậy. Hành động bất ngờ của ông ta khiến Lưu Tông Tín giật bắn mình có phải là một cậu thanh niên đeo kính dâm và chống gậy, còn cô gái đi cạnh cậu ấy thì rất trẻ, mặt lúc nào cũng lạnh băng không? Thấy Chu Minh Hạo hỏi vậy, Lưu Tông Tín càng nhíu chặt mày hơn. Sao mà tôi biết được, mà dù thế thì sao? Nhà họ Lưu tôi mà phải sợ một thằng mù chắc. Chu Minh Hạo hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống với vẻ trầm ngâm. Ông Lưu, tôi khuyên ông tốt nhất hãy đến xem con trai mình thế nào đi, nếu đến muộn, e phải nhặt xác của cậu ấy đấy. Chủ tịch Chu, ông nói thế là đang rủa nhà tôi đấy à? Mắt Lưu Tông Tín sắc lạnh, giọng nói thì tỏ rõ vẻ không vui. Chu Minh Hạo khoanh tay rồi mỉm cười hờ hững. Rủa gì đâu, nếu con trai ông chọc phải người đó thật thì đừng nói là ông, cả nhà ông có tồn tại được nữa hay không cũng là cả một vấn đề đấy. Tôi chỉ nói vậy thôi, ông muốn làm sao thì làm. Chu Minh Hạo biết chắc thằng mù mà Lưu Tông Tín nhắc đến chính là Sở Nam rồi. Nếu không, ở cái đất Tân Hải này làm gì có ai dám đối đầu với nhà họ Lưu nữa. Lưu Tông Tín à Lưu Tông Tín, ông đúng là chán sống rồi. Không dưng lại chọc vào người đó. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Thấy thái độ đó của Chu Minh Hạo, Lưu Tông Tín nhíu chặt hàng lông mày lại. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 171 Sở Nam đã hiểu quá rõ về Trần Trung Minh. Cuối cùng đành phải đứng chôn chân một chỗ chờ đợi khoảng mười mấy phút sau có một ông lão tóc hoa dâm mệt mọc đi về phía núi thiên linh người đó mặc bộ đồ màu xám trông khá cũ kỹ gương mặt đầy những vết nhăn in hằn vẻ khổ cực và thật thà chỉ đi bộ đường núi có mười mấy phút mà ông ấy thở hổn hển ông ông ơi trông thấy ông lão đó chân hao vội cúi đầu xuống chỉ dám cất tiếng gọi nho nhỏ nhưng ông lão không nhìn gã mà đi thẳng tới chỗ sở nam rồi nhìn anh như thể để xác định thân phận Ông ấy thở dài một hơi với vẻ đầy hổ thẹn và bất đắc dĩ. "Cậu Sở." Sở Nam chậm chậm quay lại, khóe miệng nhếch lên. "Ông Trần, 5 năm không gặp, ông vẫn khỏe chứ?" 5 năm mới gặp lại bạn cũ nên Sở Nam khó tránh khỏi thấy bùi ngùi. "Cậu Sở, tôi thấy thẹn với ân huệ của cậu." Trần Trung Minh có vẻ đau thương, người cũng run lên. Lúc nói chuyện, ông ấy còn trực quỳ xuống đất. "Ông đừng như vậy." sở nam khẽ lắc đầu rồi cua cái gậy trúc trong tay đỡ ông lão không cho quỳ xuống hai năm xưa nhờ có cậu sở cứu nên tôi mới giữ được cái mạng già của mình nhưng sức khỏe ngày một yếu dần đến đi bộ cũng thấy mệt nhọc đoán chừng chỉ một hai năm nữa thôi là đi gặp ông bà tổ tiên rồi trần trung minh thở ngắn than dài trong giọng nói còn có vẻ giận dữ tôi chỉ hận thằng cháu trời đánh của mình hôm nay nó dám lấy trộm giấy tờ nhà đất của tôi định lén bán cho người ta Tôi thật sự thấy hổ thẹn với cậu sở, mong cậu trách tội. Sở Nam khẽ lắc đầu. Ông quá lời rồi, tội ai người ấy chịu, nếu cháu trai ông phạm lỗi thì từ cậu ta phải chịu trách nhiệm. Sở Nam đã hiểu quá rõ về Trần Trung Minh. Ông ấy thuở nhỏ mất cha, lớn lên mất vợ, về già mất con. Ba điều bất hạnh nhất trong cuộc đời con người đều dồn cả vào ông ấy. Chương 172 nhưng giờ thì còn gì nữa đâu. Ông lão chán nản thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý đi chầu Diêm Vương. May có Sở Nam ra tay mua mảnh đất ấy. Hơn nữa, anh còn trả 500.000. Điều kiện của anh vô cùng đơn giản, đó là hàng năm ông ấy phải đến hương khói cho người anh em của anh. Chỉ có vậy thôi. Mới có 5 năm mà đã xảy ra chuyện này, ông ấy hoàn toàn không muốn như vậy. Hai, cảm ơn cậu Sở Lượng Thứ." Trần Trung Minh thở dài rồi cúi người xuống, sau đó ngoảnh lại nhìn cháu mình với vẻ phẫn nộ thằng bất tài kia, mau qua xin lỗi cậu sở đi. Dù hôm nay, cậu sở có đánh chết mày ở đây thì ông cũng không nói một lời đâu. Thấy ông mình trách mắng như vậy, Trần Hào cúi đầu xuống rồi đi về phía sở nam với vẻ không tình nguyện. Xin, lỗi, tôi sai rồi. Dù trong lòng gã thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả là sự không cam tâm. Tên mù chết bầm này, đến chẳng đúng lúc gì cả. Một triệu đủ để gã ăn sung mặc sướng rồi. Nhưng giờ thì còn gì nữa đâu. Cậu nên cảm ơn ông nội mình, nhớ lấy, lần sau cậu không còn được may mắn như này nữa đâu. Sở Nam cất giọng bình thản với vẻ cảnh cáo. Nếu không phải anh thương ông cụ Trần già cả không nơi nương tựa thì đã giết Trần Hào này ngay rồi. Cậu Sở yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó lại cẩn thận, tuyệt đối không có lần sau nữa đâu. Ông lão tiến lên trước rồi thề thốt đảm bảo. Sở Nam không đáp lời, chỉ khẽ xua tay ông lão khom người với anh rồi dẫn cháu mình chậm chậm xuống núi. Ngoài sở nam và thanh vũ ra thì chỉ còn lại một mình lưu phong trên đỉnh núi. chương 173 vì vậy mới có cảnh tượng kỳ quái như bây giờ xuất hiện. Thanh vũ cũng vậy, cô dọn dẹp cẩn thận với vẻ thành kính. 11 người này đều là anh hùng của dân tộc. Họ mất không được lưu danh thì thôi, nhưng sao sở nam có thể nhẫn tâm để họ không được ai nhang khó chứ? vì vậy mới có cảnh tượng kỳ quái như bây giờ xuất hiện. Sở Nam và Thanh Vũ thì vùi đầu dọn cỏ, còn Lưu Phong thì chỉ dám ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến hắn rùng mình. Không lâu sau, có tiếng động cơ ô tô vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lưu Phong vội vã nhìn theo hướng đó, thì thấy có 5 chiếc Audi mới tinh đỗ dưới chân núi. Mười mấy người vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đang đi theo Lưu Tông Tín lên đỉnh núi trông thấy bố mình đã tới, Lưu Phong mừng rỡ. Khi trông thấy ông lão mặc áo dài màu xám đứng cạnh Lưu Tông Tín, dây thần kinh căng thẳng của hắn đã được thả lỏng. Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi. Chính là thằng này, nó vừa phá hỏng chuyện của nhà mình, vừa bẻ gãy ngón tay của con. Bố với ông mặc phải đòi lại công bằng cho con đấy. Lưu Phong khóc lóc chạy đi đón. Lưu Tông Tín trợn mắt lườm hắn rồi thầm mắng Lưu Phong là thằng ăn hại ông ta đi thẳng lên phía trước rồi liếc nhìn Thanh Vũ và Sở Nam. Cậu Sở phải không? Không biết cậu mời tôi đến đây có việc gì? Lưu Tông Tín chắp tay rồi nở một nụ cười khách sáo. Ông ta bôn ba trên thương trường nhiều năm nên đã quá sành sỏi rồi. Mềm mỏng trước, cứng rắn sau, ông ta vẫn dùng cách này rất trơn tru. Trước khi chưa biết gì về sở nam, tốt nhất không nên động tay động chân vội. Nhưng sở nam lại để ngoài tai câu nói của ông ta anh vẫn cầm cụi dọn cỏ như thể những người khác không hề tồn tại. Đến thanh vũ cũng vậy. Này, bố tao đang nói chuyện với mày đấy, điếc à. Có chỗ dựa là bố mình và ông mặc một cái, Lưu Phong lập tức quay ngoắt thái độ. Xong, sở nam vẫn làm ngơ, tập trung dọn cỏ. Thậm chí còn không thèm ngoái lại nhìn. mươi 174 họ đến trễ đúng 10 phút. Cứ như vậy, người nhà họ Lưu lần lượt đứng yên mắt to mắt nhỏ nhìn nhất cử nhất động của sở bắc và thanh vũ Trầm Trầm. Lưu Tông Tín vẫn còn nhẫn nhịn được, nhưng ông Mạc ở bên cạnh đã hử nhẹ một tiếng. Rõ ràng là sốt ruột lắm rồi, nhưng cũng không phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng, sở bắc hơi ngẩng đầu kèm tiếng thở dài. Tập hợp cỏ dại đã nhổ thành một đống. Xử lý cho ngon nghẻ đi, đừng để ô nhiễm. Dặn dò ngắn gọn một câu rồi sở bắc cầm cây nạng lên, đứng thẳng người, hướng về phía người nhà họ Lưu. Sở Bắc, phải không? Cậu kêu tôi tới, tôi đã đến rồi, nhưng cậu đối xử với chúng tôi như thế này có vẻ như không được phải lẽ lắm nhỉ? Lưu Tông Tín tiến lên một bước, trong câu nói mang đầy giọng điệu chất vấn. Đối với vấn đề này, vẻ mặt Sở Bắc vẫn không thay đổi, anh chỉ khẽ lắc đầu. Ông đến muộn 10 phút, tôi để ông đợi có 5 phút, như thế có quá đáng không? Nhóc con, mày nhìn cho kỹ nhé, người này là bố tao, là gia chủ nhà họ Lưu. Tao khuyên mày đừng có không biết tốt xấu. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, sự lạnh lùng trong giọng điệu hoàn toàn không cần phải giải thích thêm. Lúc này hắn chỉ muốn đạp sở bắc trên mặt đất, sau đó chơi đùa thanh vũ. Như vậy mới giải tỏa được nỗi hận trong lòng hắn. Còn Lưu Tông Tín thấy sở bắc trông lạ mặt, lại còn trẻ như vậy, nên sự cảnh giác trong lòng ông ta đã biến mất từ lâu. Sở bắc chứ gì, nói đi, tìm tôi đến đây làm gì. Nếu không giải thích rõ ràng, cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Nhưng Sở Bắc vẫn cứ như không, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Thật tiếc vì các ông đã đến muộn. Phía sau, ánh mắt Thanh Vũ liếc một cái. Ánh mắt cô nhìn đám người nhà họ Lưu tràn đầy thương hại. Đúng vậy, người nhà họ Lưu đã đến muộn. Họ đến trễ đúng 10 phút. Điều đó có nghĩa là kết cục của họ đã được định sẵn. Chỉ với một lời nói của Sở Bắc, sự sống chết của gia tộc họ Lưu đã được định đoạt. chương 175 lại còn chơi đùa với ông Mạc. Cậu bạn, giữa cậu và tôi vốn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cậu chẳng những làm hỏng chuyện của chúng tôi, còn đánh con trai tôi. Món nợ này tôi phải tính cho ra lẽ. Nói rồi ông ta nhìn về phía ông giả áo xám đã mất kiên nhẫn ở phía sau mình. Ông Mạc, phải phiền ông ra tay rồi. Không sao, miễn sao chuyển đủ tiền là được ông mạc khẽ vẫy tay, giọng điệu đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, đương nhiên rồi, một triệu tệ, tuyệt đối không thiếu một xu. Lưu Tông Tín tuy rằng miệng cười, nhưng một lần ra tay một triệu tệ, nói không sót thì là giả dối. Tuy nhiên, nhà họ Lưu có rất nhiều chuyện không thể nói cho người khác biết đều được ông mạc ra tay giải quyết. Nếu không, họ Lưu làm sao có ngày hôm nay? Thanh niên trẻ, tuổi tác thì nhỏ mà khẩu khí thì lớn quá nhỉ vừa nhìn đã biết là người chưa từng va chạm xã hội bao giờ. Ông Mạc tiến lên một bước, nhìn sở bắc vẻ mặt vui đùa. Ra đây cũng không muốn ra tay, cho cậu một cơ hội, cậu tự sát đi. Ông Mạc với vẻ bề trên, từ đầu đến cuối chưa từng trực tiếp nhìn sở bắc. Còn về phần cô, nhan sắc cũng được đấy, trước tiên sẽ phế bỏ tứ chi của cô, rồi từ từ đùa bớn cũng được. Xoẹt! Sắc mặt thanh vũ lập tức lạnh như băng. Luồng sát khí dày đặc khiến nhiệt độ xung quanh trong phút chốc giảm mạnh. "Thanh Vũ, chơi đùa với lão ta đi." Sở Bắc dường như hiểu được suy nghĩ của Thanh Vũ, đột nhiên nhẹ giọng nói. Giọng điệu điềm đạm, vẫn bình thản như cũ. "Vâng, tiên sinh." Thanh Vũ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông Mạc, như là đang nhìn một người đã chết. "Tôi cho ông cơ hội ra ba chiêu, ra tay đi." "Cái gì?" Nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói là ông Mạc mà ngay cả hai bố con Lưu Tông Tín cũng chết lặng. Người đàn ông mù này lại đẩy một người phụ nữ ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền. chương 176 có lẽ là ông Mạc khinh địch đó thôi. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội quỳ xuống nhận lỗi, nếu không, đừng trách ông giả đây nhẫn tâm. Về vấn đề này, Thanh Vũ vẫn không chút biểu cảm. Chỉ là ánh mắt anh lạnh lùng hơn một chút. Tôi cho ông thêm một cơ hội, nếu ông không ra tay, ông sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa. Ngay khi những lời này nói ra, nụ cười trên mặt ông Mạc lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tức giận bất tận. Bao nhiêu năm rồi, lâu lắm không có người dám nói với ông ta như vậy. Hừm, nếu như cô đã không biết tốt xấu như vậy, hôm nay tôi sẽ tác thành cho cô. Trong khi nói, tay phải ông ta nắm lại, lập tức quạt về phía Thanh Vũ. Theo như ông ta thấy, một cái tát bình thường cũng đủ lấy tính mạng của Thanh Vũ chật 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 một cô gái xinh đẹp như vậy thật là đáng tiếc thế nhưng đây chính là kết cục xúc phạm nhà họ lưu chúng ta lưu phong nghiến răng khóe miệng cười tà mị ở bên cạnh hắn lưu tông tín không hứng thú cho lắm ông ta tự mình từ xa chạy đến đây lại còn mời cả ông mạc nếu giải quyết đơn giản như thế này thì cũng thật là nhàm chán thế nhưng trong nháy mắt thanh vũ đã lùi lại nửa bước không hơn không kém vừa hay né được cái tát của ông mạc cái gì vừa ra tay đã tát trượt ông mạc liền cau mày ông ta cảm thấy hơi bất ngờ người bình thường không bao giờ có thể thoát khỏi cái tát này có vẻ như người phụ nữ này cũng không phải dạng vừa phía sau ông ta hai bố con lưu tông tín cũng ngẩn ra một lát có điều họ không hề để tâm có lẽ là ông mạc khinh địch đó thôi chiêu tiếp theo thanh vũ vẫn vô cảm Giọng điệu lạnh như băng cùng với vẻ khinh thường khiến ông Mạc rất không vui. Chương 177 mỗi lời nói của họ như những cái tát vô hình. Chỉ cảm thấy tiếc thay cho một thân thể đẹp như vậy. Lưu Tông Tín không nói, nhưng ông ta cũng tràn đầy tự tin. Hừ, nếu sớm biết thì mang theo vài tên biết đánh đấm là xong, một triệu tệ, tiếc thật. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hai bố con họ đã đóng băng trực tiếp trên khuôn mặt của họ đôi mắt họ mở to như thể thể sắp lồi ra vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi cú đá quá nặng của mộ lao chẳng những không làm thanh vũ bị thương thậm chí còn không chạm được vào thân thể thanh vũ khí thế của ông ta đã lập tức tan giã thanh vũ hoàn toàn không nhúc nhích một bước cũng không còn ông mạc đã lùi lại liên tục mấy bước mới ổn định lại cơ thể bộ dạng ông ta lách thách thật buồn cười làm sao sao có thể như vậy được hai bố con lập tức hóa đá, rụi rụi mắt mình, tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Không thể tin được, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Chuyện này, không thể nào. Ông Mạc liên tục lùi về phía sau, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể. Khuôn mặt ông ta tái nhợt, trừng mắt hét lên điên cuồng. Giọng điệu đầy sợ hãi. Đòn gần như toàn lực của ông ta lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Còn nhìn bộ dạng của đối phương, có vẻ như còn không thèm trả đòn khinh thường đây là sự khinh thường trắng trợn ông mạc ông đừng nhường cô ta nữa mau ra tay đi lưu phong ở phía sau bĩu môi giọng điệu có chút bất lực ông mạc yên tâm một triệu tệ của ông không thiếu một xu đêm dài lắm mộng ông đừng nhường nữa sắc mặt lưu tông tín hơi tối sầm lại trong lòng cảm thấy không vui lắm theo như họ thấy chắc hẳn ông mạc đã nương tay nếu không thì làm sao một cô gái tuổi đôi mươi có thể làm được điều này. Mỗi lời nói của họ như những cái tát vô hình. chương 178 màn hình bị đóng băng, từ thái độ khinh bỉ ban đầu, đến ngạc nhiên rồi đến kinh hãi. Cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng, từ đầu đến cuối, ông ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Xem ra không thể hiện bản lĩnh thực sự thì không được rồi. Chết đi! Hai mắt ông mặc như sắp tách ra, giữa tiếng gầm lớn, bước châm dẫm mạnh một cái. Bùm! Trên nền đá xanh, hẳn rõ hai dấu chân. Tiếp đó ông ta thực hiện một cú đấm bằng tay phải và lao thẳng vào mặt thanh vũ. Suýt! Lực của cú đấm mang theo tiếng hú của gió. Gió lạnh dữ dội thổi hai má lưu tông tín và lưu phong như bị dao cắt. Nhưng nụ cười tàn nhẫn lại hiện lên trên khóe miệng. Thế mới phải chứ? Dám khiêu khích nhà họ lưu, nhất định phải trả giá. Nhìn tất cả những người có mặt ở đó, chỉ có sở bắc và thanh vũ là trên mặt không chút cảm xúc. Nếu nhìn kỹ ra, còn có thể thấy được sự khinh thường. Đây là toàn bộ sức lực của ông Hà. Thanh Vũ khẽ lắc đầu, trong giọng điệu không phân biệt được là khinh thường hay là thất vọng. Hành động này càng khiến ông Mạc điên tiết. Cú đấm này không hề nương tay chút nào. Ông ta phải dùng máu và mạng sống của Thanh Vũ để rửa sạch nỗi nhục nhã của mình. Kết thúc rồi. Khi nắm đấm của ông ta gần đến trước mặt, Thanh Vũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Cô chợt vung tay phải lên và bóp nhẹ một cái. Xoẹt, tiếng gió lập tức ngừng thổi, thậm chí thời gian như ngừng trôi. Màn hình bị đóng băng. Chương 179, về phần tiền, ông có rất nhiều tiền sao? Đòn đánh dồn toàn lực của ông ta một lần nữa bị hóa giải dễ dàng. Lúc này ông ta mới nhận ra trong mắt Thanh Vũ, ông ta chỉ là một con kiến, một tên hề. Nhưng ông ta ba chiêu chỉ là để cho ông ta có cơ hội ra tay mà thôi. Ông không đủ tư cách để biết. Thanh Vũ mặt không biểu cảm, khẽ động cổ tay. Bựt. Ông Mạc không có sức phản kháng, đầu gối khuỵu xuống đất. Một nửa đùi của ông ta trực tiếp nhấn sâu xuống đất. Ngay cả mặt đất dường như cũng đang rung chuyển nhẹ. Cơn đau dữ dội khiến ông ta nhăn nhó. Ngay lập tức trong lòng ông ta bị chiếm đóng bởi sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi. Không, không làm ơn, tha cho tôi, tôi không muốn chết. Lúc này ông mặc như còn gà bị rơi xuống nước, run như cầy sấy. Đâu còn sự kiêu ngạo hung hăng trước đây. Đối mặt với lời xin tha của ông ta, thanh vũ biệt tai không nghe mà quay đầu nhìn sở bắc. Cậy thế hiếp đáp người khác, dở cho hổ báo, vì tiền mà giết người. Sở bắc vẫn quay lưng về phía ông ta, không quay đầu lại. Mấy tội danh cùng trừng trị, chết cũng không đáng tiếc. Xoẹt! Sở Bắc vừa dứt lời, sắc mặt ông Mạc lập tức trở nên trong suốt. "Làm ơn, cầu xin cậu, tha mạng cho tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi nhất định sẽ thay đổi. Tôi, tôi có thể cho cậu tiền, cho cậu rất nhiều tiền. Cậu cho tôi làm con chó của cậu, tôi cũng tuyệt đối không chớp mắt lấy một cái. Cầu xin cậu, cho tôi một con đường sống." Nét mặt ông Mạc nhăn lại thành từng đống, khát vọng sống sót lập tức đè bẹp mọi thứ. Người càng giàu càng mạnh lại càng sợ chết nhất. Tại thời điểm này, nó được phản ánh trên người ông ta một cách sống động. Tôi không nuôi nổi một con chó như ông." Sở Bắc khẽ lắc đầu quay người lại, trên mặt vẫn không có một tia vui mừng hay tức giận. "Về phần tiền, ông có rất nhiều tiền sao?" Ông Mạc sửng sốt một chút, trong lòng lóe lên một tia hy vọng, liền luống cuống gật đầu. "Chương 180 thực sự có lai lịch không tầm thường." Ông Mạc thầm thở dài, "Vậy thì, 200 triệu. Cho dù 300 triệu tệ cũng được." tôi thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông mặc nghiến răng tung hết tài sản của mình ra. Tuy trái tim ông ta đang dỉ máu, nhưng vì giữ mạng sống, ông ta không thể lo được nhiều như vậy nữa. Không nhận ra là ông cũng thật giàu có đó. Sở bắc như cười như không, nhưng ông mặc lại không hiểu được giọng điệu trong lời nói của anh. Vậy, vừa nói một tiếng liền bị sở bắc cắt ngang. Thanh Vũ, kiểm tra từng đồng tiền mà ông ta có, nếu có một xu bất hợp pháp, thì chuẩn bị ngồi tù suốt phần đời còn lại. Giọng điệu bình tĩnh của Sở Bắc khiến vẻ mặt ông Mạc lập tức tái mét. Trong những năm qua, ông ta đã giúp nhà họ Lưu làm rất nhiều việc đáng xấu hổ. Tiền của ông ta cũng cứ như thế mà tích lũy dần. Nếu thực sự điều tra ra thì bắn ông ta chục lần cũng không đủ. Sở Bắc đâu có muốn tiền đâu, rõ ràng cậu chỉ muốn ông ta chết thôi. Nghĩ đến đây, trong mắt ông Mạc hiện lên vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi quyết định liều lần cuối cùng. Chắc hẳn hai người có lai lịch không hề nhỏ, không biết đã từng nghe nói đến núi Lạc Vân chưa? Núi Lạc Vân? Thanh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày. Chỉ có vẻ mặt của sở Bắc là không thay đổi, cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Biết thì sao mà không biết thì sao? Khóe miệng ông Mạc khẽ nhếch, nói như vậy, chắc hẳn là có biết. Tôi là Mạc Hải, là người của núi Lạc Vân. Không biết hai người có thể nể mặt cho qua chuyện hôm nay được không? Đây là con át chủ bài lớn nhất của ông ta. Chỉ cần có người biết rõ về núi Lạc Vân thì không ai lại không nể mặt. Nếu không phải thực sự hết cách thì ông ta sẽ không dùng chiêu này. Nhưng Sở Bắc chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Mạc Trung Thiên là gì của ông? Một lời nói khiến Mạc Hải hơi giật mình. Người trước mặt thậm chí còn biết cả Mạc Trung Thiên. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 180.